Rồi, chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em lên một cái khung sườn xe phun thuốc rã ra nè. Cái này về gác máy lên xe rù hay là độ lên xe gì đó chạy nha anh chị. Khung này rất là chắc chắn, dày dặn. Con này con này SSA G520. Tem được còn đây. Con này ghế ngồi thuận ha. Lái qua lăng thắng con đầy đủ, số 3 tiếng một lùi nha anh chị nha, 3 tiếng một lùi có cần nhanh chậm luôn, thắng tay đầy đủ. Con này hộp số nằm đây, truyền tải qua một cái cọng sơn tải ra đằng sau, chạy kéo bánh sau ha. Còn chị về có thể độ thêm hai bánh đây nữa, đây nó còn dư ra hai cái cốt này nó bít lại ha. Về anh chị có thể làm thêm hai bánh này nữa là thành 6 bánh chạy quãng được nha. Đó, 6 bánh hai cầu, giờ độ thêm hai bánh nữa thành 6 bánh hai cầu là nó kéo 4 bánh sau, hai bánh trước không kéo ha. Con này số má bao cho anh chị là chạy ok hết nha. Con này đã nổ đã chạy rồi nhưng mà lấy đồ nhiều quá nên là thiếu đồ rã ra bán sườn. Bánh rất là đẹp. Con này dài tầm 3m2, 3m2 nha anh chị nha. Ngang nó tầm 1m, 1m1. Khung sườn rất là chắc. Bữa nay một cái khung sườn xe rùa 4 bánh nó đã 9 triệu, 10 triệu rồi. Khung đẹp đẹp 10 triệu rồi nha anh chị. Mà mua con này thêm mấy triệu thôi là được cái khung sườn rất là chắc, bánh bự. Rồi ngồi lái vô lăng nữa. Giá 14 triệu nha anh chị nha. Em bán tại cửa hàng. Giá 14 triệu. Bên em vẫn còn khung hai cầu. Còn khung hai cầu rất là nhiều nhưng mà em chưa có rã thôi. Chị nào đặt hàng thì liên hệ cho bên em ha. Chắc chắn dày dặn. Con này nếu để về anh chị có thể chở được 800-900 kg ha. Còn chị có thể nếu mà độ thêm bánh ra gác máy lớn lên thì tầm tấn máy là vô tư. Tại vì sườn rất là dày. Anh chị thấy sườn dày kinh khủng. Con này nó chạy cái thới y như mấy cái con rùa 3 cầu 6 bánh lại 4 cầu 8 bánh ha. Là hộp số truyền tải vô trong sơn kéo trong cái khung sườn này nè. Đó. Giá về đồ chơi rất là ok luôn. Rồi, anh chị nào quan tâm liên hệ bên em ha. Số điện thoại là 0835585879 và 0398686845. Em ở thị trấn Thịnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.